Về Putin xỉ lẻ các cái sản phẩm mà hữu cơ ấy, đặc biệt là hữu cơ của Nga, của dòng Natura Silica ấy. Đây là cái kem đánh răng hữu cơ ấy, có certificate là organic cơ. Và nó không có chứa paraben và các cái chất độc hại ấy, 100% là tự nhiên ấy. Và nó sẽ cần thiết là bổ sung cho cái sức khỏe răng miệng của chúng ta những cái chất cần thiết nhất như là khử mùi hôi này, canxi để làm chắc khỏe răng này, và bạc hà này để thơm mát này, và các cái chiết xuất mà thảo dược để làm chắc ngăn ngừa các cái bệnh về nha chu, ví dụ như là chảy máu chân răng, hoặc là viêm lợi này, hoặc là đau nhức răng này đấy. Và quan trọng nhất ấy là nó không có chứa những cái chất mà độc hại như những cái kem đánh răng thông thường, ví dụ như fluor này, hay là SLS này, paraben này, hoặc là màu tổng hợp này đấy. Và nó bổ sung những cái dược liệu hoàn toàn tự nhiên, như vậy thì nó sẽ giúp cho sức khỏe răng của chúng ta ngày càng tốt hơn, và ngăn ngừa cái vấn đề mà chúng ta nhiễm độc từ các cái chiết xuất của kem đánh răng như kem đánh răng thông thường ấy. Thành ra là các bạn nên nghiên cứu các cái sản phẩm hữu cơ như thế này để dùng, nó tốt cho sức khỏe răng miệng mỗi ngày.